Ok, hello và xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn đến trên kênh. Mình là Duy và đây thì hôm nay mình sẽ thử với Stick của Lucy. Trước khi bắt đầu video, bạn nhớ để xuống like mình sẽ ký nha. Và thì hôm nay mình sẽ làm về một con. Mục tiêu là mình thực sự là con này cái mặt các kiểu của nó hơi khó ghép bạn ạ. Đấy nên mình chỉ tạm bỡ vậy thôi. Đây. Đấy, một con Gibson băng bạn ạ. Đấy, cái con này chắc các bạn cũng nhìn thấy trên nhiều cái rồi, mình nhớ là từng có cho nhiều cái là nó như thế này các bạn đấy, mặt nó đúng như thế này các bạn, mặt đúng như cầm cái lưỡi đúng như thế này các bạn, chưa chắc là sai đâu. Thì con ơi, bây giờ nó cầm đúng như thế này các bạn ạ, nó khác với kia nó là nó không cầm cái lưỡi hái được các bạn ơi. Thêm nữa cái mặt này nó to ra, nhưng mà cái này nó kiểu là cái con căn bản là cái bọn này nó khó ghép mặt lắm các bạn ạ, cái bọn này nó khó ghép mặt lắm. Ok, không sao, chúc phụ mình, mình xin cho con này vác đi solo queue. Rồi, mình xong rồi, mình sẽ vác đầu tiên đó chính là mình sẽ cho con này cấp độ 5, sẽ solo thắng được 4 con kiếm đã các bạn. Đấy, Gibson cấp độ, bé cấp độ 5 đấy, cute pha me que, phải solo thắng được 4 con kiếm, đó chính là thử thách đầu tiên của mình đặt ra cho Gibson này. Đấy, phải solo thắng 4 con kiếm bạn ạ, 4 hay 5 con kiếm cũng được, 5 thì càng tốt bạn ạ, 5 sẽ giúp tiến hóa nhanh hơn con ạ. Úi giời ơi, đây là một con Gibson băng, gọi là mọi người không để ý gì đến nó đấy, dần dần nó sẽ rất là mạnh, không quan tâm bận tâm gì đến nó đấy, cứ nghĩ nó chỉ là một con yếu xìu thôi các bạn. Nó gần như là sắp tẻo rồi các bạn ơi, gần tẻo rồi. Vâng, trong lên phút ngàn cân treo sợi bún, chúa đã bàn, chúa đã phụ nó các bạn ạ. Ôi rồi, oh my god, lần sau chú em nhá, này lần sau rút kinh nghiệm em nhá. Ui giời ơi, nó tiến hóa sức mạnh lên cấp 4 mà nặng cao hơn một bạn kiếm kia một chút bạn ạ. Ok, cao hơn một kiếm một chút rồi. Vâng, phải nói là một con kim doan cute phome que này hơi chịu nhục một tí bạn ạ. Đấy rồi, chúa đang giúp nó có tiến hóa sức mạnh bạn ạ. Ui giời, giờ rất là mạnh luôn bạn ạ. Wow, giờ khi tiêu diệt rất nhiều quân địch đã tiến hóa tiếp bạn ạ. Đùm. Older, wait a minute, trận thù nhìn em như người em tiêu qua loa lên tin của tên là cái mà game mình cùng ý chí sinh tồn đến chơi bù già đi bên đồng đội 23 xong quá tài năng vẫn còn đây. Ok, còn ơi, còn băng còn sấy mày solo q for tilo này sai ơi. Sau khi vượt qua các thử thách, sức mạnh tăng tiến dần đều quan ạ. Đây tăng lên cấp 2, to ngang to hơn một khổng lồ bình thường một chút quan ạ. Đấy, à không, to ngang một khổng lồ bình thường quan ạ, và đã phát triển đến kích cỡ bình thường của một loài khổng lồ đấy quan ơi. Vâng, vậy solo kill sau khi phát triển đến cái cơ bản nhà ông rừng đã phải gặp một đồng loại của nó, nhưng mà kiểu là đồng loại nó không ưa gì nó cả các bạn. Đấy, đồng loại của nó to hơn nó khá là nhiều đấy, nhưng mà đồng loại nó lại không ưa nó ấy, mới cày chứ. Thế là hai người quyết định solo kill, một sự thất bại của bộ giáo dục. Ok bạn ơi, đã thằng này là một sự thất bại của bộ giáo dục. Ok, rồi thấy thất bại của người làm mất các bạn. Phải nói là mặc dù cơ thể bé tí nhưng mà sức mạnh thì không bé tí nào các bạn ạ. Mày tới cứ gọi bạn ơi. Ura ra 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 ra. Quá ghê gớm các bạn ạ, đập rất là nhanh. Trời, dám ba mấy con Gibson độc loại chống lại gáo vậy. Người đánh công nhìn lúc lớn đi chợ à chung. À đi riêng chứ còn nhé. Đợi tí thôi con ơi. Mày solo kill. Đòi solo kill. Đôi solo kill, sau khi đánh bại được con này thì chắc chắn là sức mạnh của mình sẽ tăng sức mạnh lên bạn. Wow, trong lúc đang đánh nhau nó đã tăng sức mạnh lên bạn ạ. Mặc dù lùn hơn con kia một tí. À không, thực ra là không lùn lắm. Vâng, lùn hơn con kia một tí bạn ạ, nhưng mà không sao. Với sức mạnh như này thì gọi là không sao. Vâng, sau khi đánh bại được con đồng loại của mình đã tiến hóa lên kích cỡ bình thường của một loài gian khổng lồ bạn. Lúc này thì chính xác là Jaston đã ra ngăn cản các bạn ạ. Jaston đã ra ngăn cản rồi con ơi. Nhưng đây đam tiêu qua lo nên đồng nơi nào mà gần mình là mơ thôi mà cái mình solo kill. Và một đó là Jaston đã đích thân ra mặt để solo kill mình các bạn ạ. Để xem liệu siêu cấp Ruby Sandstone Jaston hay là gọi là siêu cấp Gibson băng sẽ chiến thắng đây con ơi. Quá ghê gớm ba, đây là pho lò ti lô, ui có những tình huống mua. Ui giời ơi, phải nói là siêu cấp Ruby Sandstone chỉ được cái bao cát để cho con này đập thôi con ơi.
chỉ cái bao cát cho con gian leader đấy, là cái quả đấy leader băng đấy, leader bài phiên bản ạ, băng đông hà bạn ấy, băng nước đá. Con này nhìn con này mà gặp phải hệ nước ấy, trong này không có đổ nước thì có đổ nước phát là mày tới cục chuyện rồi đấy, mày tới công chuyện rồi. Sau khi đánh bại ra Stone Ruby Kaider đã thấy con này rất là nguy hiểm, quyết định là cử một người trong tộc Kaider ra để solo kill con ạ. Phải nói là sau khi tiến hóa to ngay đây. Ok, để xem liệu cả Gibson Rider chứ Kaider, tộc Kaider nó kỹ ra gọi là chiến binh Gibson Rider để chiến đấu với cả gọi là loài, người ta gọi là loài Gian Leader đấy. Gibson Rider trời ơi, zombie king thu nhỏ các bạn. Rồi đấy, lúc solo kill rồi, nhưng lấy đam tiêu qua loa và thấy sự to lớn của Gibson Rider, nhiều cây vẫn không đáng sợ, không sợ rồi ạ. Này thì không sợ, lần sau chửi em nhớ. Ơi sau đó Gibson Rider quyết định tiến hóa các bạn ơi. Gibson Rider phiên bản không phải ai nữa các bạn, con này ai là băng đúng không, vậy thì ấy mình không biết nữa. À, đến lúc đấu đầu với tộc gọi là mạnh nhất hiện tại anh là gian bot luôn ạ. Đây là một cái gian bot đã thấy bình thường, đã chiến thấy, đã thấy là uầy, không ngờ là con Gibson lại có thể tiến hóa đến mạnh như thế này. Bạn ngày mai sẽ ép tranh tiến hóa nhanh gian bot nhá. Wow, dưới sức mạnh của một con gọi là gian leader khổng lồ đập cho gian bot ra bã luôn bạn ạ. Rồi nó tiến hóa thêm lên cấp 3 này. Lúc này thì team bạn, lúc này thì tất cả các con mới bắt đầu liên minh với nhau các bạn ạ. Đấy, hiện tại thì đang có gian leader và gian bot đã bắt đầu liên minh với nhau các bạn ạ. Ok, mặc dù là hai tộc là kẻ thù của nhau nhưng mà trước sức mạnh của một con gian leader phản tộc đấy, khỏe quá như này thì hai tộc đã liên minh với nhau để có thể chiến thắng được các bạn ạ. Nhưng không, chắc là không giòn đâu. Ơi, nó như cái lốp xe này này, hơi non. Mọi người chưa quá ghê gớm mà nào, mỗi lần đập 300 đam rất là mạnh mẽ. Thế nên là kẻ thù đã xin vĩnh biệt cô, là một sự thất bại của bộ giáo dục. Ở kiểu này thế nào, vâng, ura ra như vậy là phải nói là đa phần là người của tộc gian leader đã thất bại con ơi. Sau khi gọi là đánh bại được đội quân đội này, nó đã tiến hóa trả thái mạnh nhất, à không, mạnh nhì trên để trả thái mạnh nhất. Lúc này thì ra Stone và Kaider đã quyết định hợp tác với nhau để stalking các bạn đấy, để có thể chống lại một con quái vật các bạn ạ. Đồng thời kết hợp với cả tank leader các bạn. Một con tank leader là một con zombie phiên bản gọi là mini của ra Stone nhưng mà lại khỏe hơn đấy. Con hơn cha là nhà có phúc quá các bạn. Ok. Rồi, lúc này là phải nói là người ta gọi là gian leader bằng quyết định đập luôn đấy, không có nhân nhượng gì hết nữa các bạn đấy. Đập luôn là dấu chửi em nhớ. Này này, đam siêu to khổng lồ các bạn, đam đời hẳn 400. Quá ghê gớm, quá mạnh mẽ các bạn ạ. Ok. Sau đó được bút sức mạnh của chúa các bạn ạ. Chúa dung 1-2-3 đã bút sức mạnh cho con này các bạn ạ. Đến dẫn đến việc nó khỏe vai cả đạn này. Em nhớ nó khỏe đập phát 800 đam này. Oh shit. Here we go again. Num. Chân thương như em quay gót đi mãi nó chỉ đang trong mưa rồi. Giờ gót dung đã có thể gọi là bỏ điều khiển này con ơi. Đấy, gót dung đã trợ giúp rất nhiều cho Gibson khổng lồ ai con ạ. Này, sắp đến trạng thái cúng quài này con ơi. Vâng, sau khi đánh bại tất cả con kia là đến lại trạng thái cúng quài đấy, bật cả trạng thái elite luôn mà ạ. Là một con zombie tank leader và một con zombie tank leader ra muộn đã phải gọi là chứng kiến một con gọi là siêu sức mạnh như này, to nhất lịch sử con ạ. Đấy, to quả này bổ đu dẫm vào mặt thì xin vinh biệt cô. Ok, nhất dẫm hạ quy tiền 1000 đam dẫm bạn ạ. Quá ghê gớm, quá ghê gớm luôn. Rồi này, rồi rút lui đi các bạn ơi. Sau đó lúc này thì tất cả các gọi là hội nhóm mới bắt đầu kết hợp với nhau để có thể chống lại được siêu cấp gian leader các bạn ạ. Tất cả hội nhóm nó quyết định kết hợp với nhau để chống lại siêu cấp gian leader. Đấy, để chống lại siêu cấp gian leader thì điều này là điều cần thiết các bạn ạ. Siêu cấp gian leader cũng không đứng yên một chỗ, được điều khiển bởi gót dung đấy. Liệu gót dung có thể nào chiến thắng được gọi là binh đoàn siêu mạnh được? Ôi rồi ôi,
quá ghê gớm quá nào. Nói là được sự được trợ giúp của God dùng ra đi đỡ được nước làm cạn đập cho bọn kia sao á con ạ. Mày solo kill con zombie này, chỉ con ngăn con này mà cứ đấm mình nhỉ, cay nhỉ. Mày solo kill dẫn một phát này. Ôi rồi ba anh em mình thu hồi trên là thu hồi nhanh. Mày solo kill, đòi solo kill vào đây đi là bon. Ui giời ơi quá đâu nha, quá lắm. Ok này một dẫm double kill, triple kill, quá là kill con này, mega kill. Chuyển nào, tiếp tục di chuyển nào. Mày solo kill mình to quá, khó định lượng được con gian leader nó đứng ở đâu con ạ. Căn bản là khỏe quá nó khổ của nó con ạ. Đấy không thấy được kẻ địch ở đâu mới cay chứ. Trời ơi không thấy được kẻ địch ở đâu con ạ, cay té à. Mày nhất sớm hạ quy tiên one shot one kill. Ok không quá đông bọn nào, mình phải thả cho bọn thái, chúng ta phải thả ra cho gọi là tự kiếm cho ai tự đánh đi con ơi. Có lẽ nếu như mà mình điều khiển thì nó sẽ không được gọi là mạnh mẽ cho lắm, nó không được định vị đấy, GPS con ạ. Đúng rồi dẫm này hay quá. Ôi mà sao con kia nó trâu vậy. Oh shit you go again num. Oh shit không thể tiêu diệt được hết Kaider con ơi, quá đông con ạ. Phải nói là sức mạnh Kaider đang rất là to lớn con ạ, đang rất là đông đảo con ạ. Thế là quy định gian leader đã quy định lùi bước, nhưng không, là một con gian mod khổng lồ Titan cũng đột biến con ạ. Đấy đồng minh của gian leader ai kiếp gian lúc trước đấy là bạn của nhau, bởi vì khác nhau pin bị đuổi ra khỏi đàn con ạ. Rồi hai người quyết định hợp tác với nhau đập cho bọn kia ra bá con ạ. Lần này God Dung sẽ điều khiển gọi là gian mod để có thể tăng cường sức mạnh nhiều hơn con ạ. Đấy, để sức mạnh được tăng tiến stock hơn. Đấy đập phát 3.000 đam sao mà đỡ được. Ok ui giời ơi, ura signor in liti ghi ba ti ura ura yeah boy. Phải nói là trận chiến căng não nhất từ trước đến giờ, con là mình chưa thấy trận chiến nào lâu như trận chiến này cả. Chúng ta cần hút máu cho các chiến binh của chúng ta. Và được sự chấp thuận của God Dung, phải nói là hai thanh niên kia đứng nước làm càn đánh kinh bãi. Nào hút máu thôi. Sao máu không hồi quản nhỉ? Thôi mỗi thanh niên mình điều khiển phát này rồi. Bài solo kill như vậy là điều sự giúp trợ giúp của gọi là siêu cấp gian mod thì đã có thể chiến thắng được mày solo kill. Đôi solo kill tuổi gì con nhỉ, ghê chưa quá ghê gớm luôn. Trời tưng 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 nhảy con ạ. Đấy để anh quay lưng bước đi, nhảy búp binh con ạ, để cho con này nó nhảy búp binh con ạ. Sau khi chiến thắng cho nhảy búp binh tí bạn, rồi đập trụ luôn. Bú bam bạp boom triple kill, quá là kill. Yeah boy stop it boy. Mà tôi chắc cái của mình là kết với các bạn, nếu mà ai dùng một like mà xem được ký nha. Thôi tạm biệt tất cả các bạn, bye bye.